thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mark Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mark Home luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mark Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mark Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam, có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mark Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mark Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Chào mừng quý vị đang đến với kênh YouTube Mark Home, và trong số nhà đẹp Mark Home lần này, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng chiêm ngưỡng công trình của gia đình anh Tùng có địa chỉ tại Hưng Yên. Hy vọng rằng thông qua video ngày hôm nay, quý vị sẽ có thêm những gợi ý nho nhỏ, đặc biệt là đối với những ai yêu thích công trình có thiết kế độc đáo. Để xem thêm những công trình khác thì quý vị có thể truy cập vào trang web thiết kế thi công trọn gói.com. Trang web này gồm có các công trình thiết kế, thi công và có cả các mẫu nội thất. Tại đây thì chúng tôi trình bày rất là cụ thể, rõ ràng các thông tin liên quan đến công trình. Chúng ta chỉ cần nhấn vào công trình yêu thích là có thể xem thông tin chi tiết. Đặc biệt tại trang web này thì chúng tôi còn có một thước lỗ ban online dùng để đo đạc các kích thước trong xây dựng. Quý vị chỉ cần nhập các kích thước cần tra cứu và hình ngũ giác màu vàng là sẽ nhận được kết quả. Ngoài ra thì nếu quý vị sử dụng TikTok cũng có thể gõ tìm kiếm nhà đẹp Mark Home. Tại đây thì chúng tôi có đăng tải các clip ngắn để quý vị dễ dàng tham khảo. Công trình ngày hôm nay là một mẫu nhà hiện đại, mái lệch độc đáo, cá tính. Mặt tiền của công trình nổi bật với sự kết hợp của nhiều vật liệu trang trí như là đá chẻ, gỗ nhựa và kính. Tất cả những vật liệu này đã góp phần tôn lên vẻ hiện đại của công trình. Hệ lam được chúng tôi sử dụng để che nắng cho công trình là hệ lam bê tông giả gỗ. Màu nâu của hệ lam đã tạo nên sự kết nối về phương diện màu sắc với gỗ nhựa và cửa gỗ lim Nam Phi. Gam màu này thì mang đến cho chúng ta cảm giác ấm áp, sang trọng, tạo nên hiệu ứng tốt về mặt thị giác. Màu sắc chủ đạo ở công trình này là màu trắng sứ. Gam màu được đánh giá là đẹp bền bỉ với thời gian, làm nền tốt, dễ dàng kết hợp và làm nổi bật các màu sắc khác. Lan can ban công thì được làm từ kính cường lực. Đây là chất liệu thích hợp nhất ở vị trí này, bởi kính cường lực thiết kế trong suốt, đơn giản, không che đi vẻ đẹp của công trình, cũng không khiến công trình trở nên nặng nề hay là ngột ngạt. Trừ cửa chính, hệ thống cửa của công trình đều được làm từ chất liệu nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính. Thiết kế này giúp cho các khu vực chức năng bên trong của công trình đón nhận được triệt để ánh sáng tự nhiên. Cổng và tường bao của công trình thì được thiết kế đầu tư, cổng bốn cánh kết hợp giữa sắt nan gỗ và sắt sơn tĩnh điện. Tường rào bê tông được tạo hình đơn giản, vuông vức, cá tính, ăn nhập với công trình chính bên trong. Nhìn tổng thể ngoại thất thì điểm ấn tượng nhất của công trình này chính là hệ mái. Phần mái được thiết kế dốc, bất cân đối, tạo nên hình khối độc đáo khác biệt. Nhà mái lệch thì có nhiều ưu điểm như là thoát nước mưa tốt, không đơn điệu, nhàm chán, kết cấu chịu được áp lực gió bão, ứng dụng linh hoạt trên nhiều diện tích. Tuy nhiên thì việc thi công phần mái lệch sẽ phức tạp hơn so với mái bằng, cho nên là đòi hỏi thợ thi công phải có tay nghề cao. Về định vị thì công trình này được xây dựng về hướng Tây, có kích thước là 8,1 x 12,6m. Diện tích sử dụng của công trình sẽ rơi vào khoảng 190m2. Tiếp theo thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng xem qua cách bố trí công năng của ngôi nhà này. Ở tầng 1, từ khu vực sảnh bước vào là phòng khách, có diện tích 24m2. Tại khu vực phòng khách thì chúng tôi đã thiết kế mở thêm một ô cửa sổ, đón ánh sáng cho toàn bộ khu vực. Và để đảm bảo yếu tố về phong thủy thì phần trần của phòng khách sẽ được chúng tôi thiết kế khung sơn chìm, giúp tích tụ vượng khí. Với ngôi nhà này thì phòng thờ được đặt ở tầng 1 có diện tích là 9,5m2. Tương tự như là tại phòng khách thì ở khu vực phòng thờ chúng tôi cũng đã thiết kế một ô cửa sổ tránh ám mùi khi hương khói. So với những khu vực chức năng khác thì phòng thờ không đòi hỏi quá nhiều về vấn đề diện tích, nhưng yếu tố phong thủy phải được đề cao. Khi thiết kế thì chúng ta cần lưu ý là không đặt bàn thờ dưới xà ngang, không để bài vị tổ tiên ông bà sát vào tường, đồng thời thì tránh đặt phòng thờ gần với các khu vực chức năng như là phòng vệ sinh, phòng tắm, phòng bếp, v.v. Nếu đặt phòng thờ ở tầng 1 thì đồng trục ở phía trên, chúng ta nên tránh bố trí các khu vực chức năng như là phòng ngủ, phòng bếp, phòng ăn, phòng vệ sinh, v.v. Tuy nhiên thì tốt nhất quý vị cần đặt phòng thờ ở tầng cao nhất trong ngôi nhà để có thể đảm bảo được tính tôn nghiêm. Khu vực ăn uống nấu nướng thì có diện tích là 20,5m2.
từ vị trí phòng bếp thì cả gia đình có thể đi ra bên ngoài qua hai lối cửa, một lối tại sảnh phụ kết nối với bên hông của công trình và một lối cửa hậu kết nối với khu vực sân sau. Phía sau của công trình thì chúng tôi còn bố trí thêm khu vực sân ướt, đây đồng thời cũng là khu vực giặt phơi của cả gia đình. Khu vực tiếp theo là phòng ngủ số 1, đây là một phòng ngủ thường có diện tích là 11m². Với căn phòng này thì chúng tôi đã thiết kế một ô cửa sổ hướng tầm nhìn về bên hông của công trình. Nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung có diện tích 5m², đây cũng là khu vực chức năng cuối cùng ở tầng 1. Tiến lên tầng 2, trục giao thông thì sẽ được bố trí ở chính giữa, phân chia các khu vực chức năng về hai bên. Chúng tôi cũng đã thiết kế khu vực ban công rộng rãi ở phía trước công trình, có diện tích là 13,5m². Đây sẽ là nơi vui chơi, sinh hoạt, giải trí, hoặc là trồng cây, hoa, làm đẹp cho không gian sống. Phòng ngủ số 2 và số 3 thì được thiết kế liền kề nhau, có diện tích lần lượt là 16,3m² và 14,2m². Phòng ngủ số 4 thì có diện tích là 11m². Tất cả phòng ngủ thì đều được thiết kế ít nhất là một ô cửa sổ. Đồng thời, vị trí cửa chính và cửa sổ luôn được thiết kế lệch hướng với giường ngủ để có thể đảm bảo sự thoải mái, giấc ngủ sâu cho chủ nhân của căn phòng. Hơi đáng tiếc một chút là các phòng ngủ của ngôi nhà này thì không có nhà vệ sinh khép kín bên trong. Nếu mà có diện tích thoải mái thì chúng tôi khuyến khích quý vị nên thiết kế phòng ngủ master để có thể mang đến sự tiện nghi trong quá trình sử dụng, tiết kiệm thời gian di chuyển, đồng thời thì nó còn góp phần mang đến đẳng cấp không gian sống. Khu vực nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung có diện tích 5m², lavabo sẽ được thiết kế liền kề bên ngoài thay vì là đặt ở bên trong, đây cũng chính là yêu cầu của gia chủ. Với thiết kế này thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng lavabo và không cần tốn thời gian di chuyển vào bên trong. Công trình này có chiều cao từ cot 00 lên đến đỉnh mái là 9,71m, chiều cao của tầng 1 là 3,9m, chiều cao của tầng 2 là 3,3m và chiều cao mái là 2,51m. Tiếp theo thì mời quý vị sẽ cùng xem qua chi tiết cửa đi D1. Cửa đi được thiết kế với quy cách 4 cánh mở quay, chất liệu của liêm đam phi kết hợp với kính, kích thước tính cặp khuôn bao là 2700x2700mm. Kích thước thông thủy của cửa là 2580mm. Để kiểm tra xem là cửa chính đã đạt chuẩn phong thủy hay chưa thì quý vị có thể tra cứu nhờ vào công cụ hỗ trợ là thước lỗ băng online tại trang web thiết kế thi công trọn gói.com. Nhập con số này vào hình ngũ giác màu vàng là chúng ta sẽ nhận được kết quả thuộc cung hoạt tài, nằm trong khoảng tể tướng tốt. Khoảng tể tướng tạo cho gia chủ hanh thông mọi mặt, con cái tướng tài danh, sinh con quý tử, chủ nhà luôn gặp may mắn bất ngờ. Có thể thấy là mọi kích thước trong xây dựng đều rất là quan trọng, không chỉ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ mà còn liên quan mật thiết đến vấn đề phong thủy. Ngoài tra cứu cửa thông qua thước lỗ ban 52,2cm thì quý vị còn có thể tra cứu khói xây dựng như là bếp bệ bật thông qua thước lỗ ban 42,9cm hoặc là tra cứu đường nội thất thông qua thước lỗ ban 38,8cm. Tiếp theo thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng xem qua mặt bằng trần và đèn ở tầng 1. Mỗi tầng thì sẽ có một mặt bằng riêng. Và thông qua đây thì chúng ta sẽ biết được cấu tạo trần cùng các loại đèn được bố trí. Bên dưới thì chúng tôi có các ký hiệu được quý vị dễ dàng theo dõi. Chẳng hạn như là phòng khách và bếp ăn thì sẽ được thiết kế theo kiểu trần thạch cao khung xương chìm, bản matit lăng sơn hai nước màu trắng, bằng với đế dầm. Hệ thống đèn thì sẽ gồm có đèn chùm, quạt trần, đèn dây LED, đèn đeo lai. Khu vực phòng ngủ thì được thiết kế theo kiểu trần ở ốp thạch cao khung xương chìm, bản matit lăng sơn hai nước màu trắng, thấp hơn đế dầm là 150mm. Hệ thống đèn chủ yếu là đèn đeo lai âm trần. Ưu điểm của đèn đeo lai âm trần chính là mang đến ánh sáng trải đều khắp mọi không gian, tiết kiệm điện năng, thân thiện với môi trường. Hiện tại thì các thiết bị đèn đang được trưng bày tại showroom vật liệu của Markham có địa chỉ tại số 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể đến tham quan và mua sắm. Về vấn đề kết cấu thì với công trình này, chúng tôi đã quyết định sử dụng hệ móng băng bê tông cốt thép. Mái lệch sẽ có kết cấu bất đối xứng, cho nên là trọng lực không dồn đều xuống phần móng bên dưới, đòi hỏi là các kiến trúc sư phải tính toán kết cấu chịu lực hợp lý để không bị sụt lún khi công trình đưa vào sử dụng. Với đội ngũ lành nghề của Markham thì quý vị hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề này. Và với những công trình do Markham thiết kế và thi công trọn gói thì chúng tôi đều có bản dự toán bóc tách cụ thể từng nguyên vật liệu thông qua phần mềm chuyên dụng. Từ đó thì độ chính xác rất là cao, gần như là tuyệt đối. Gia chủ có thể chủ động được vấn đề tài chính của mình ngay từ đầu, không lo lắng về tình trạng phát sinh hay là hao hụt, quản lý tốt tài chính so với việc tự thi công hoặc là bóc tách dựa vào mét vuông.
Về vấn đề chi phí thì quý vị hoàn toàn có thể yên tâm, bởi vì hiện tại chi phí của Markhome khá là cạnh tranh trên thị trường. Chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu trong việc tự sản xuất nguyên vật liệu, từ đó sẽ đưa ra được mức chi phí phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Vậy là vừa rồi thì chúng tôi đã chia sẻ đến quý vị ngôi nhà của gia đình anh Tùng tại Hưng Yên. Nếu quý vị cảm thấy là yêu thích cái thiết kế của Markhome, có nhu cầu thiết kế thi công thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các số hotline 096 445 8888, 082 813 333 để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn đến từ đội ngũ kiến trúc sư của công ty chúng tôi. Nếu quý vị muốn trao đổi trực tiếp thì có thể đến văn phòng làm việc của Markhome. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị có thể đến tòa nhà Markhome tại số 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình. Tại Hà Nội thì quý vị có thể đến tòa CC2A Thanh Hà, đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hoàng Mai. Với khách hàng thiết kế thì chúng tôi sẽ giảm 10% khi ký hợp đồng online. Đồng thời thì khi ký hợp đồng thiết kế, chúng tôi sẽ hỗ trợ giám sát miễn phí từ 3 đến 5 lần, ưu đãi khi mua các sản phẩm của Markhome. Với khách hàng thi công thì chúng tôi sẽ hoàn trả 100% chi phí thiết kế, hỗ trợ làm hồ sơ cấp phép xây dựng miễn phí. Nếu quý vị đã được tuổi làm nhà nhưng mà chưa thể đầu tư ngay một khoản tiền lớn thì cũng đừng lo lắng, bởi vì Markhome đã có chính sách hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 70% tổng giá trị công trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất đến từ công ty của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.